Tại các quán ăn như thế này, tương ớt là một loại gia vị không thể thiếu. Tương ớt từ trong các can nhựa 5 lít được chiết ra các bình nhỏ để tiện sử dụng. Khi chiết rót tương ớt ra các bình nhựa nhỏ, thì người tiêu dùng khó mà biết được nguồn gốc xuất xứ của các loại tương ớt này, bởi vì chúng hoàn toàn là thủ công, không có bất kỳ một nhãn mác thông tin gì cả. Tuy vậy, dù không an tâm về chất lượng tương ớt này, nhưng người tiêu dùng vẫn phải sử dụng chúng trong bữa ăn của mình. Bây giờ những quán ăn á, thì người ta đa số là người ta sử dụng cái loại tương đó. Mình là thực khách, mình tới ăn thì mình phải chịu thôi. Lo ngại thì vẫn phải lo rồi, thế nhưng mà bây giờ là đa số người ta phải như vậy thì mình cũng phải đành phải chịu thôi chứ không còn cách nào khác. Người ta chiết từ trong cái can lớn ra mà mình cũng không biết rõ là ở đâu xứ nào cái đó. Người ta biết là không đảm bảo sức khỏe rồi, nhưng mà do khẩu vị là cũng quen rồi nên người ta sử dụng. Quán này một ngày bán từ 10 đến 12 can tương ớt. Ở đây khách hàng ăn người ta không thấy nhan mác, người ta không có hỏi. Theo ghi nhận, chủ các quán ăn sử dụng những loại tương ớt này vì chúng có giá rẻ. Điều này đảm bảo lợi nhuận cho họ. Tại vì mình sử dụng tương ớt mình nấu rất là nhiều. Nếu mà sử dụng một chai nhỏ mà mua 10.000, nếu mình nấu mình bán với chiếc cơm có 18.000 thì chắc không có thể nào bán nổi. Có thể thấy là tương ớt là loại gia vị được dùng phổ biến cho các bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Nhưng mà qua phóng sự ngắn vừa rồi thì dù người tiêu dùng vẫn còn nhiều hoài nghi, lo lắng về chất lượng tương ớt nhưng mà họ vẫn vô tư sử dụng. Và liệu rằng tất cả các mặt hàng tương ớt đang lưu thông trên thị trường hiện nay có được đảm bảo về chất lượng hay đã có sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan chức năng hay chưa? Những nghi vấn này sẽ được giải đáp cho quý vị bằng ghi nhận của phóng viên Chúng Ta Đang Ăn Gì ngay sau đây. Để tìm hiểu về các loại tương ớt đang được buôn bán trên thị trường hiện nay, phóng viên Chúng Ta Đang Ăn Gì đã có cuộc khảo sát tại chợ lớn ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây là đầu mối tập kết khá nhiều các mặt hàng gia vị. Với quầy hàng đầu tiên mà phóng viên tiếp cận được, người bán tại đây giới thiệu có loại tương ớt giá rẻ nhất là 25.000 đồng một can 5 lít, tức là mỗi lít tương ớt chỉ có giá 5.000 đồng. Em muốn mua tương ớt nè. Lấy bình nào? 25.000 ý. Nó rẻ vậy? Thì nó không ngon bằng của người ta. Pha bột gì? Pha bột hả? Là tương ớt, phải tăng ớt với tương cho xe pha bột. Ớt nào cũng có bột. Ờ, mình có uống chè. Bột sao nó đặc. Cái nào còn có bột hết, bột nhiều thì nó rẻ hơn. Chủ cửa hàng này cho biết, để tương ớt có giá rẻ như thế này, thì phải pha nhiều bột vào tương khi sản xuất. Điều đó cũng đồng nghĩa, giá càng rẻ thì càng có nhiều bột trong tương ớt. Nhưng đây là loại bột gì, có được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm hay không thì chính người bán cũng không biết. Phóng viên tiếp tục tìm hiểu ở quầy hàng thứ hai. Tại đây người bán này cho biết có loại tương ớt giá còn rẻ hơn quầy hàng thứ nhất, chỉ 24.000 đồng một can 5 lít. Thì đó, cái hàng bèo nhất của đó là giá 24.000 á, là giá thấp nhất. Tiền nào của đó, chị bán hàng mà em xin cái cơ sở trực tiếp thì làm sao chị biết cái chỗ đâu mà chỉ cho em. Tại chị mua hàng thì chị phải biết nó ở đâu cho. Chị làm sao chị biết? Cũng do gì à, lính lát của đó là lại đây là tiếp thị của chị chứ bộ. Làm sao chị biết chỗ đó làm ở đâu. Em bán hàng giá rẻ, đương nhiên em phải mua đồ rẻ em bán. Em lấy hàng ngon em bán hàng á, sao em có lời. Ngon miệng mà em đòi giá rẻ ở đâu kìa. Em đòi phải an toàn vệ sinh thực phẩm nữa, ở đâu có nữa. Chị biết bán chứ nguồn gốc những bình tương ớt màu xuất xứ từ đâu thì hoàn toàn không biết. Chứ dừng lại ở đó, theo chủ cửa hàng này, với loại tương ớt 24.000 đồng một can 5 lít, thì họ hoàn toàn không đảm bảo chất lượng. Bởi người bán ở đây cho rằng, tiền nào thì của nấy. Họ chỉ biết bán, còn sức khỏe của người dùng thế nào thì không mấy quan tâm. Mà cái giá 24.000 chị không có bao hàng nha. Không bao là sao chị? Thì gì em bán rồi lỡ bao hàng rồi. Nó có bị cái gì đó là em chịu cái chuyện của chị. Thì cái giá bèo. Tự nhiên em đòi giá rẻ mà chất lượng của nó phải như vậy rồi. Người ta đau bụng là quyền của người ta. Đâu phải tại em đâu có sản xuất đâu mà em lo. Chị cũng giống như em cũng qua tay thôi chứ chị làm sao mà trực tiếp. Chị đâu có bao hàng em tính đổi. Ăn vô là không bị bệnh hoạn đâu. Chị đâu có bao trường hợp đó. Em đòi cái giá quá bèo mà. Dạ. Phải không? Đây là một can tương ớt 5 lít giá 25.000 đồng mà phóng viên đã mua từ chợ lớn. Tính ra thì một lít tương ớt chỉ có giá 5.000 đồng.
Có thể thấy loại tương ớt này có giá rất rẻ. Một lít tương ớt này giá chỉ bằng một nửa so với một lít nước khoáng đang bán ngoài thị trường. Chuyện khó tin nhưng hoàn toàn có thật. Mức giá này cũng khiến cho những doanh nghiệp sản xuất tương ớt lớn có uy tín trên thị trường không khỏi bất ngờ. Cái này là màu đỏ mà giả tạo của cái màu sử dụng cái màu thực phẩm. Như chúng ta đã biết thì một chai nước uống đóng chai thôi, nửa lít thì giá ngoài mà đạt về vệ sinh an toàn thực phẩm thì giá cũng là khoảng 4-5 nghìn đồng một chai nửa lít. Thì tính ra thì một lít nước uống đóng chai mà đạt vệ sinh an toàn thực phẩm thì giá cũng khoảng là 10 nghìn, đúng không ạ? Thì đối với một lít tương ớt thì cái nguyên liệu mà để sản xuất ra một lít tương ớt thì ngoài các cái thành phần là nước mà phải đạt vệ sinh an toàn thực phẩm rồi thì còn có các cái nguyên liệu như là ớt để sản xuất ra một lít tương ớt, đúng không ạ? Thì là cái về cái thành phần của ớt á, thì ít nhất cũng phải là 30% trong đó. Tôi nói là ít nhất chứ tùy theo loại. Tùy theo cái loại tương ớt thì có loại là 40-50% ớt, 60% ớt chẳng hạn. Thì với 30% ớt trong một lít tương ớt á, thì là tính ra là cái lượng ớt không là cũng khoảng là 300g. Thì các anh chị biết giá thành của cái ớt bây giờ là thời điểm mà rẻ nhất cũng khoảng là 15.000. Tôi cho là giá rẻ nhất á, thì 300g tương ớt trong một lít tương ớt thôi cũng phải chiếm hết 5.000 rồi. Chưa kể là các cái thành phần khác để cấu thành sản phẩm như là đường, muối, rồi các cái gia vị khác để tạo thành cái sản phẩm tương ớt. Thì là rồi để chế biến ra cái tương ớt đó thì chúng ta phải nấu, phải qua gia nhiệt, thì các cái nhiên liệu sử dụng, rồi xong rồi các cái bao bì để đóng chai, rồi nhân công để sản xuất ra cái một lít tương ớt đó, và cái chi phí vận chuyển vân vân. Thì tôi nghĩ là cái chi phí mà ít nhất để có thể làm ra một lít tương ớt đó là cũng phải là 20.000. Nếu như là cái tương ớt là đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và tạo một cái mùi vị ngon, thì với cái giá 5.000 thì không thể nào chế biến thành một cái chai tương ớt mà có cái chất lượng là đảm bảo là về cái phần mà an toàn thực phẩm hay là tạo thành một cái mùi vị ngon cho cái đúng cái sản phẩm của tương ớt. Cái can như thế này thì chắc chắn là trong có rất nhiều các cái phụ gia mà những cái chất mà cái giá thành nó phải là rẻ, rất rẻ. Có nhiều phụ gia như vậy thì cái nó giữ cho cái sản phẩm này được màu mùi, rồi giữ được chống mốc, rồi giữ được cái bảo quản lâu. Nhưng thực tế người tiêu dùng thì lại đang hấp thụ một cái lượng phụ gia hay là hóa chất rất nhiều trong cái sản phẩm này, cũng như là những cái hương vị phụ gia khác. Và khi như vậy thì nó sẽ làm cho cái rối loạn chuyển hóa của chúng ta, rối loạn chuyển hóa và làm chuyển hóa chúng ta không tốt. Đấy. Và thứ hai, nếu những cái phụ gia này mà lại chẳng may là phụ gia công nghiệp thì nó có những tạp chất độc chất trong đó, mà đã tạp chất độc chất có ở trong các hóa chất, nó là hóa chất, mà hóa chất độc chất vào cơ thể thì cái quý đích cuối cùng nó là gây ung thư. Căn cứ vào địa chỉ trên nhãn mác của can tương, phóng viên chúng ta đang gì đã tìm đến cơ sở sản xuất ra tương ớt này tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Thoạt nhìn qua thì không dễ để phát hiện đây là một cơ sở sản xuất tương ớt, vì bảng hiệu, thông tin cơ sở đều không có và luôn trong tình trạng kính cổng cao tường. Trong vai một tiểu thương đi mua tương ớt, nhóm phóng viên tiếp xúc với một người phụ nữ làm tại cơ sở này. Chúng tôi đặt vấn đề muốn tham quan cơ sở sản xuất trước khi đặt hàng, thì người phụ nữ này không đồng ý. Thông qua số điện thoại trên nhãn mác, chúng tôi đã liên lạc được với người chủ cơ sở này và được biết tương ớt ở đây có rất nhiều mức giá khác nhau. Ông chủ cơ sở cho biết giá cao hay thấp tùy thuộc vào công thức pha trộn. Một lần nữa, chúng tôi đề cập đến việc cần tham quan cơ sở sản xuất để an tâm hơn về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, thì người chủ cơ sở này không đồng ý. Nó có những mức giá nào anh? Hả? Nó có những mức giá như thế nào? 21, 25, 30, có 3 loại. Thì cái giá này là coi như là thấp nhất rồi. Cái ớt nhiều nữa thì giá cao nữa. Ớt nhiều, tỏi nhiều thì cái giá nó càng cao lên nữa. Em đặt hàng ngày là anh có thể cho em tới, em coi cái xưởng mình làm như thế nào được không anh? À không được, không được. Không, thì em mua thì anh bán thôi chứ còn có gì nữa em. Với loại sản phẩm của cơ sở này, thoạt nhìn qua nhãn mác thì có thể người tiêu dùng dễ nhầm lẫn đây là một nhãn mác sản phẩm hợp pháp. Tuy nhiên,
Theo bác sĩ Trần Văn Ký, Ủy viên Ban chấp hành Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm Việt Nam, nhãn mác của căn tưng này hoàn toàn không hợp lệ theo quy định của pháp luật. To nhỏ được mà. Theo trên cái nhãn này thì chưa có cái số xác nhận công bố của cơ quan chức năng. Có nghĩa rằng cái nhãn này chưa được phép lưu hành. Và nếu chưa được phép lưu hành thì những cái nhãn này ai nào cũng được. Và ai nào cũng được thì người ta có thể giả mạo, có thể là biến tấu in chế họ hoặc họ viết thế nào cũng được. Cái số xác nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm, cái số này là của cơ quan chức năng cấp. Và khi chúng ta muốn kiểm tra sản phẩm, chúng ta dựa vào cái mã của cái số công bố này vào mạng, chúng ta sẽ tìm được toàn bộ cái sản phẩm này về nhãn mác, về chất lượng, về nguồn gốc xuất xứ, vân vân, thì chúng ta sẽ biết được cái sản phẩm này nó sản xuất từ đâu, chất lượng như thế nào ở trên mạng của cơ quan nhà nước. Nhưng chúng ta không có cái số này thì chúng ta không tìm được. Cái nhãn này chưa hợp pháp. Mà chưa hợp pháp thì cái sản phẩm này chưa hợp lệ. Mà cái sản phẩm này không hợp lệ thì chúng ta không tin về chất lượng bên trong cũng như là về nguồn gốc xuất xứ. Và nếu như một cơ quan chức năng mà đi kiểm tra cái sản phẩm này thì sản phẩm này sẽ bị tịch thu và bị thu hồi. Theo nhãn mác của loại tương ớt này thì chúng có thời hạn sử dụng là 1 năm. Tuy nhiên, trái ngược với điều này, những tiểu thương bán hàng lại cho rằng không đảm bảo về chất lượng của loại tương ớt này nếu để thời gian kéo dài tới 1 năm sử dụng. Người ta để sản xuất 1 năm nhưng mà người ta xài được 3-4 ngày là người ta hết rồi, người ta mua nữa rồi. Chứ em không phải là sản xuất 1 năm mà em mua để em xài cho hết 1 năm nữa nha, đó chị không có bao đổi với em đâu. Vì không có số xác nhận công bố của cơ quan nhà nước nên hàng sử dụng ghi trên đây chắc chắn chưa được kiểm định xác nhận. Mặt khác, với tương ớt giá rẻ như thế này thì bên trong có thể sẽ rất ít thành phần từ nguồn nguyên liệu tự nhiên. Người mùi vị và đọc những thành phần trên nhãn này. Trên thành phần nhãn này có tới gần 10 cái phụ gia thực phẩm. Và gần 10 cái phụ gia thực phẩm này thì chắc chắn rằng cái mùi vị của sản phẩm tự nhiên nó sẽ không còn được còn nữa. Nhưng rõ ràng là trong cái sản phẩm này có tới gần 10 phụ gia thực phẩm. Có nghĩa là quá nhiều hóa chất trong một cái sản phẩm như thế này. Kẽ hở của cơ quan quản lý nhà nước là chưa quy định là trong một sản phẩm là hạn là phải tối đa được phép cho bao nhiêu phụ gia trong này, là chưa có quy định đó. Do vậy, cơ sở sản xuất có thể cho rất nhiều phụ gia mà những phụ gia được phép mà không giới hạn cái số lượng phụ gia trong này. Do vậy, theo tôi thì đây là một cái lỗ hổng của cơ quan quản lý nhà nước. Họ mua cái chai tương ớt của Sulimed về họ bán đợt đầu, sau đó hết rồi thì họ mua những cái can, họ chế vô, họ rót vô rồi để họ để trên bàn. Thì nói chung là về phía người tiêu dùng á, người tiêu dùng khi đến họ ăn thì họ có thể là họ không biết đâu, tại vì họ nhìn thấy cái nhãn hiệu chai này có nhãn hiệu họ thường ăn, họ quen thì họ cũng ăn. Đó thì là chỉ có điều là khi mà những người tiêu dùng nào mà sử dụng quen cái sản phẩm mà có thương hiệu đó rồi, mà khi họ ăn lại cái sản phẩm này tự nhiên họ sẽ thấy khác, thì họ mới sao công ty này sao nó làm hôm nay nó làm kỳ vậy, hoặc là chất lượng sau nay kỳ gì đó, thì họ cũng có gọi điện hỏi, gọi điện phản ánh. Dù không có số xác nhận công bố của cơ quan nhà nước trên những sản phẩm, nhưng mặt hàng tương ớt giá rẻ này vẫn được lưu thông công khai trên thị trường tiêu dùng hiện nay. Vậy cơ quan chức năng nào sẽ là người chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm soát chất lượng của các mặt hàng tương ớt? Câu hỏi này đến nay vẫn còn bỏ ngỏ. Cơ quan quản lý nhà nước thì có rất nhiều cơ quan để quản lý sản phẩm này. Ví dụ như cơ quan quản lý thị trường, cơ quan xác nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm này, rồi các cơ quan quản lý theo luật thực phẩm đối với sản phẩm này. Vậy thì đối với sản phẩm này hiện nay có rất nhiều các cơ quan có thể giám sát kiểm tra nó. Chính vì cái sản phẩm này có nhiều cơ quan giám sát quản lý thì dẫn đến không ai quản lý cả. Và cái sự trôi nổi thị trường hay là cha trông hay khóc nó phổ biến ở trên thị trường. Tiềm ẩn của những cái sản phẩm như vậy rất nhiều về hóa chất phụ gia, những hóa chất độc hại ở trong đó mà người tiêu dùng phải hứng chịu. Thế còn hướng xử lý của những cái này thì như đã nói, đây tình trạng sản phẩm thực phẩm hiện nay ở tình trạng cha trông hay khóc, nhiều người quản lý, và khi một sản phẩm ở ngoài thị trường bị vi phạm thì còn phải xác định xem là thuộc cơ quan nào,
và ai chịu trách nhiệm. Khi chúng ta nói được ai chịu trách nhiệm thì người tiêu dùng đã đánh đổ rồi. Và mãi gần đây chúng ta mãi tìm cái người chịu trách nhiệm, họp bàn mãi vẫn chưa ra được người chịu trách nhiệm chính. Do vậy cái sự tồn tại này, cái sự thực phẩm bẩn này nó sẽ còn tồn tại nếu như chúng ta không có sự cải tiến về tổ chức, về quản lý. Dù việc kiểm soát chất lượng còn lỏng lẻo, nhưng hàng ngày các hoạt động buôn bán mặt hàng tương ớt tại ngôi chợ này vẫn diễn ra khá sôi động. Rẻ mà hợp lý nữa. Tương này thì thầy nhận mặt bình thường thôi, mua về sử dụng thôi, mà ăn thì thầy nó ngon, ăn được, ăn ngon. Cái tương dở thì cái thứ nhất là nó đặc lắm, nó không cay. Còn cái tương ngon thì nó cay mà nó hơi sọt thôi, mà nó thơm nữa. Nếu mà nó rẻ mà nó có thương hiệu đàng hoàng thì mình cũng dám mua chứ. Mình chỉ mua về dùng thôi chứ mình, nhưng mà tốt hay là xấu thì mình cũng biết được trong đó nữa. Tại vì người ta làm thì mình đâu có biết được. Tới quán ăn thấy người động thì ta cũng sử dụng tương ớt này. Nó rẻ thì ta xài, nó lợi nhuận của người ta thì tới rồi người ta được thấy tương ớt thì người ta ăn thôi chứ. Chứ người ta đâu có biết là giờ nó sao đâu. Thực tế thì phần lớn người tiêu dùng vẫn duy trì việc sử dụng các mặt hàng tương ớt theo lối cảm tính, tức là chỉ nhìn bên ngoài và biết mức giá cả là có thể sử dụng và là mua ngay. Còn việc thẩm định đâu là sản phẩm tương ớt đạt chất lượng, như thế nào là mặt hàng tương ớt trôi nổi, chất lượng kém thì còn khá là nhập nhèm. Và để một phần nào tháo gỡ những khó khăn này, tiếp tục chương trình, chúng ta đang ăn gì sẽ cung cấp thêm thông tin cho quý vị về việc phân biệt chất lượng tương ớt bằng những thao tác rất đơn giản. Trên 20 năm làm trong cái nghề sản xuất tương ớt thì với kinh nghiệm của chị là nhìn tổng quan bên ngoài về màu sắc, trạng thái thì là đối với một cái sản phẩm tương ớt mà đạt chất lượng mà vệ sinh toàn thực phẩm thì nó sẽ có, thứ nhất là về màu sắc, trạng thái thì nó sẽ có cái trạng thái mà sệt của cái thịt quả ớt, tức là đặc sệt mà mình nhìn thấy cái số thịt của quả ớt xay nhuyễn, và cái màu sắc là cái màu đỏ cam tự nhiên, chính tự nhiên của trái ớt. Còn đối với cái tương ớt mà giá rẻ hay là nhìn không có đạt vệ sinh toàn thực phẩm thì nó sẽ cho ta cái cảm giác là cái trạng thái là nó sệt mà của cái chất bột tạo nên cái sọ độ đặc sệt đó, chứ không thấy cái thịt quả ớt. Và cái màu đỏ là cái màu đỏ nhìn nó giả tạo, như là cái này các anh chị thấy là cái màu đỏ cam nhìn nó giả tạo chứ không phải là cái màu của ớt. Thành phần là có cái nguyên liệu là ớt, trái ớt tự nhiên là thành phần chính trong đó. Do đó là khi mà xay xong, khi nấu ra thành phẩm rồi đó, mà nếu mà chúng ta mà hòa còn nước thì chúng ta sẽ thấy cái thịt của quả ớt, mặc dù nó nhuyễn nhưng vẫn nhìn thấy được, vẫn còn cái thịt của quả ớt trong đó. Còn đối với những cái sản phẩm mà kém chất lượng, giá rẻ thì do là giá rẻ nên là họ sẽ có thể là không sử dụng thành phần là trái ớt hoặc sử dụng rất ít, và họ chủ yếu là họ xài các thành phần làm đặc là bột rồi tạo mùi, tạo vị gì đó, thì là nên là khi chúng ta hòa vào nước thì nó sẽ cho cái độ trong, nó có cái độ nhìn thấy cái độ trong suốt, sẽ không thấy những thịt quả ớt trong đó. Cái vị cay mà của trái ớt tự nhiên thì nó sẽ cho cái vị cay thơm nó lan tỏa trong cái miệng của mình khi mình nếm. Còn cái vị cay mà sử dụng cái chất tạo cay thì nó cay không có tự nhiên của ớt, mà cái dân gian người ta hay gọi là cay hổm, nó cay tí xíu thôi nó mất cái vị cay đó đi. Cái sản phẩm tương ớt giá rẻ đó thì thường là họ sử dụng cái ớt, thành phần ớt là không nhiều, mà cái thành phần ớt, những cái thịt quả ớt đó là những cái cấu tạo, cấu trúc để tạo thành cái độ đặc của sản phẩm. Nếu như anh không sử dụng nó mà anh sử dụng hoặc là rất ít mà sử dụng cái chất bột làm đặc thì là sau một thời gian thì nó sẽ tách nước ra, nó không có giữ được cái trạng thái đặc. Đối với cái sản phẩm mà đạt chất lượng á và sử dụng cái thành phần ớt nhiều á thì khi em ngửi cái mùi thì sẽ nghe là cái mùi tự nhiên của cái ớt, cái mùi tự nhiên của cái ớt nó sẽ bốc lên. Còn đối với những cái sản phẩm mà giá rẻ thì là không có nghe cái mùi tự nhiên của ớt, mà có thể là họ sử dụng cái tạo mùi, chất tạo mùi cũng có thể, cái tạo mùi của ớt, và như vậy thì cái mùi nó không có tự nhiên của ớt mà nó mùi nó hơi hơi thoang thoảng và nó sẽ rất là dễ mất đi.
Hy vọng là với những thông tin vừa rồi thì người tiêu dùng có thể lựa chọn được những cái sản phẩm tương ớt có chất lượng, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bản thân và chính gia đình mình. Vâng, chưa dừng lại ở đây, với những ai khéo tay trong việc bếp núc hay là có dư giả nhiều thời gian thì có thể tham khảo ngay sau đây cách làm tương ớt tại nhà rất đơn giản nhưng đem lại khẩu vị không kém phần đậm đà. Về nguyên liệu cơ bản cần có 500g ớt hiểm, 50g tỏi, 2 quả cà chua, đường, muối, giấm. Tuy nhiên, phải rửa sạch ớt với nước muối loãng, vớt ra rộ để cho ráo, cắt bỏ hết phần cuốn. Cà chua cũng được rửa sạch, thái làm tư, bỏ hết hạt. Tỏi bóc vỏ, thái nhỏ. Tiếp theo, đặt nồi nước lên bếp đun sôi, cho ớt, cà chua vào luộc 2 phút rồi vớt ra. Sau đó, cho ớt, cà chua, tỏi, chút nước lọc vào máy xay nhuyễn, rồi lọc qua rây để loại bỏ hạt ớt. Cuối cùng, cho hỗn hợp này vào nồi đun sôi, vặn lửa nhỏ liều riêu. Cho 1 thìa cà phê muối, 3 thìa cà phê đường, 1 muỗng giấm vào nồi đảo đều. Lưu lượng có thể linh động thay đổi để phù hợp khẩu vị của từng gia đình. Tiếp tục đun trên bếp khoảng 20 phút đến khi tương ớt cạn, có độ sánh mịn là được. Tương ớt phải để nguội hẳn mới cho vào chai, để trong tủ lạnh dùng dần. Vị cay của ớt, vị thơm của tỏi sẽ làm cho các món ăn thêm hấp dẫn và ngon miệng.